Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 71 thì mình sẽ lại lên cho anh em những chiếc áo sơ mi cộc tay. Những chiếc áo mà sẽ đem lại cho anh em những cái vẻ bề ngoài rất là đàn ông, lịch lãm và cực kỳ chất, cũng như là cái chất liệu nó rất là co giãn, thoải mái, thoáng mát và vào mùa hè thì rất là đẹp, đặc biệt là đi du lịch hoặc là đi chơi hay là đi bất kỳ đâu. Và tất cả những chiếc áo ngày hôm nay mình lên đều để đồng giá là 250.000 một chiếc và free ship. Ngoài ra mình có chương trình tri ân cho anh em, đó là khi anh em đặt một đơn hàng ở bên mình sẽ tặng ngẫu nhiên cho anh em thêm một chiếc áo sơ mi hoặc là áo phông cổ bẻ hoặc là áo khoác gió hoặc là áo phông cổ tròn, rất nhiều. Và mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và ok, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có siêu phẩm sơ mi cộc tay nào nhé. Let's go. Đầu tiên, chiếc áo có mã là T71 cách 1, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 40-51-73. Ở đây là một chiếc áo sơ mi cộc tay đến từ thương hiệu Uniqlo. Phối màu rất là đẹp luôn, màu ghi vừa phải, mặt trước lẫn mặt sau, màu rất đẹp luôn và chất vải, mặc cực kỳ mát, thiết kế đơn giản và có túi trước ngực tiện lợi để đựng đồ, và form áo cũng như là chất liệu độ mới còn rất là cao và có cúc giữ form ở trên cổ áo đây. Và đây là tên cái công nghệ để sản xuất chiếc áo này, là công nghệ dry của Uniqlo. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc sơ mi cộc tay này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông đây. Và bề mặt bên trong này, wow, rất là mát luôn và cực kỳ đẹp. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 cách 2, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 49-54-71. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và phối màu kiểu nâu nâu nhạt này rất là đẹp luôn và cực kỳ mát luôn, giữ form cũng như là mặc chiếc áo này rất là chất để đi đâu cũng được, có túi trước ngực đây và thêm những cái hàng cúc tem Uniqlo ở trên cổ áo đây, và sờ chất liệu này rất mát luôn, mặc vào mùa hè thì gọi là siêu sướng luôn. Bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái pack của Uniqlo cúc để thay, và bề mặt bên trong co giãn nhẹ và khá là mỏng. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 cách 3, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 48-54-73. Và đây là một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng đến từ thương hiệu Uniqlo. Màu rất đẹp luôn và chất vải này cũng cực kỳ mát luôn, co giãn và đây phải nói là bạch mã hoàng tử luôn, còn tương đối mới, tem Uniqlo ở trên cổ áo. Và sờ chất vải này rất là thích luôn, cực kỳ lì mịn nhưng mà lại siêu co giãn luôn. Và chiếc áo này thì không có túi ở trên ngực, cúc cũng là màu trắng ngà luôn. Và đây mình sẽ xem ở bên hông chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông và cúc để thay. Đây là công nghệ Aerum của Uni. Và bề mặt bên trong này khá là mỏng nhưng mà siêu co giãn và cực kỳ mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 cách 4, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 46-59-75. Và đây là một chiếc áo đến từ một thương hiệu đến từ Pháp và cụ thể là thành phố Paris, rất là nổi tiếng, và tên thương hiệu này là André Gaquiere, tên rất là Pháp luôn. Và phối màu này cực kỳ chất và nó vừa mát cũng như là có thêm những cái sọc và có thêm túi nữa, mặt trước lẫn mặt sau. Đây là một chiếc áo mà mặc rất là tươi luôn, mặc vào mùa hè cực kỳ mát mẻ và năng động. Và đây, chất liệu vải cũng rất là thấm mồ hôi, co giãn. Và đây là tên thương hiệu này, anh em có thể nhìn thấy và có ghi cả Paris lên luôn. Và có thêm những chiếc cúc, có thêm một cái túi tương đối là to để anh em đựng một số món đồ. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông của chiếc áo này, bề mặt bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái tag ghi 100% cốt tông và có thêm cúc để thay. Và bề mặt bên trong này mặc rất là thích luôn nhá, và cực kỳ chất. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 cách 5, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước vai hông dài là 41-53-70. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo. Và phối màu này rất là đẹp luôn, xanh da trời, rất mát, mặt trước lẫn mặt sau, kiểu đơn giản. Và mình còn thấy là nó có một chút kiểu bóng bóng lên, ánh sáng mặt trời lên, nhìn rất là xịn luôn.
và chất liệu vải này mặc đảm bảo là rất mát luôn, co giãn và còn rất là mới nữa. Ở trên cổ áo đây chúng ta sẽ có những cái cúc và có túi ở trước ngực đây nữa, cúc cũng là màu trắng luôn. Và đây là một chiếc áo mà có thể mặc đi bất kỳ đâu luôn. Và đây ở bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo, cúc để thay. Và bề mặt bên trong này khá là mỏng luôn và mặc vào mùa hè thì hết sảy luôn anh em. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-6, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, kích thước vài hông dài là 45, 57, 71. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và phối màu kiểu nâu nhạt như này, hay còn gọi là cái màu này nó trắng trắng ngà. Và phía mặt sau đây cũng là thiết kế đơn giản, và đặc biệt đây là chiếc áo cổ tàu và nhìn rất là hay luôn. Cái chất liệu vải này cũng rất là mát khi mà mặc vào mùa hè luôn, và màu này mặc không sợ bẩn. Có túi trước ngực đây đựng đồ và có những cái cúc cũng là màu trắng ngà luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag và cúc để thay. Và bề mặt bên trong này khá là mỏng và rất là mát, giữ form cũng cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-7, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, kích thước vai hông dài là 48, 59, 75. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và có thêm hai túi trước ngực luôn, có cúc để đóng, cúc to, rất là đẹp luôn. Và phối màu này nhìn kiểu bụi bặm, nhìn phong trần. Và đây, cho anh em gần hơn xem cái chất liệu nó rất là co giãn luôn, mặc vào mùa hè rất là mát, mẻ và có thêm túi, hai túi hai bên, cúc đựng rất là tiện lợi. Và có thêm hàng cúc to, dạng cúc to như này, chạy dọc từ trên xuống dưới. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo đây, và có thêm cúc để thay. Bề mặt bên trong này cũng rất là co giãn luôn và rất là bền bỉ. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-8, vừa với người cao từ khoảng 1m75 đến 1m8 và kích thước vai hông dài là 44, 56, 77. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Eddie Bauer, đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và phối màu rất là đẹp luôn, cực kỳ tươi. Có hai túi trước ngực có cúc đóng và mặt sau cũng là những cái sọc màu kết hợp màu rất là tươi luôn. Và chất liệu vải thì cực kỳ bền bỉ, mát mẻ và còn rất mới luôn. Màu rất đẹp và tem ở trên cổ áo đây, Eddie Bauer USA, anh em có thể nhìn thấy. Và có thêm cúc để giữ form ở trên ngực đây nữa, bên này cũng có túi và bên này cũng có túi luôn, túi đựng được rất là nhiều đồ luôn. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này thì cái bề mặt ở bên trong nó rất là thân thiện với cơ thể luôn và mặc cực kỳ mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-9, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, kích thước vai hông dài là 44, 52, 75. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu LL Bean, và đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và phối màu này cũng rất là chất luôn, màu sọc trắng kết hợp với lại sọc phớt hồng, mặt trước lẫn mặt sau luôn. Và chất liệu vải này nó hơi hơi sần 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 kiểu lên như này, sờ rất là thích luôn và co giãn, thấm mồ hôi. Và mặc chiếc áo này vào mùa hè thì rất mát luôn. Tem LL Bean ở trên cổ áo đây, có cúc giữ form và có túi trước ngực đây. Và đây mình sẽ xem ở phía bên mặt bên trong của chiếc áo này. Đây, ở bên trong chúng ta sẽ có thêm một vài những cái cúc để thay ở đây, có một vài những cái cúc bé bé. Và bề mặt bên trong cũng rất là co giãn và bền bỉ, rất là thân thiện với cơ thể luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-10, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, kích thước vai hông dài là 43, 53, 73. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và phối màu sọc kết hợp giữa các màu luôn, màu nhìn rất là lạ luôn. Mặt trước lẫn mặt sau đều là những cái sọc màu như vậy. Và chất liệu vải này khá là mỏng nhưng mà cực kỳ là co giãn, bền bỉ và rất là thấm mồ hôi, mát mẻ luôn. Có túi trước ngực đây và có cúc giữ form ở trên cổ áo đây nữa. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nho nhỏ ở bên hông Uniqlo. Và đây, và có cúc để thay. Bề mặt bên trong này cũng rất là co giãn luôn, mặc vào mùa hè cực kỳ chất. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-11, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7 và kích thước vai hông dài là 44, 51, 69. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và những cái sọc ô màu vàng rất là tươi, mặt trước lẫn mặt sau luôn, màu kiểu nhìn rất là tươi luôn. Và mặc vào đi biển thì hết sảy luôn. Chất liệu vải cũng rất là mát mẻ, có túi ở trước ngực đây và độ mới rất là cao luôn. Tem Uniqlo ở trên cổ áo, có thêm những cái cúc to nhỏ giữ form đây. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm tag của Uniqlo, cúc để thay. Và bề mặt bên trong này
rất là co giãn luôn. Tiếp theo, chèo có mã là T71 kênh 12, vừa với người cao từ khoảng 1m75 đến 1m8 và kích thước vai hông dài là 47, 59, 76. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Docker, một thương hiệu đến từ Mỹ và cũng rất là nổi tiếng. Những chiếc áo này bán mới rơi vào khoảng độ 1 đến 2 triệu và phối màu này cũng rất là đẹp luôn. Chất liệu vải cũng cực kỳ là mát mẻ và chắc chắn và đến từ một thương hiệu từ Mỹ. Và đây, em có thể nhìn thấy vải này nó rất là mát luôn và còn mới tinh. Tem Docker trên cổ áo đây, có thêm những chiếc cúc và có túi ở trước ngực đây. Và đây mình sẽ xem ở phía bên dưới này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag Docker bên dưới vạt áo đây. Và mình sẽ xem ở phía bên mặt bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có một cái bề mặt mà nó kiểu co giãn và rất là thấm mồ hôi luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kênh 13, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 42, 50, 76 và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và phối màu trắng kết hợp với lại những cái sọc màu ghi rất là đẹp luôn, kiểu đơn giản và lịch sự. Lứa tuổi nào cũng có thể mặc được cái phối màu này và chất liệu vải khá là mỏng nhưng mà cực kỳ chắc chắn và mát. Tem Uniqlo ở trên cổ áo đây, có thêm những cái cúc to nhỏ đính và có thêm túi trước ngực nữa và đây cũng là một chiếc áo còn rất mát luôn. Rất là mới và mặc rất mát. Ở bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo đây. Và bề mặt bên trong này có giãn nhẹ và rất là mỏng luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kênh 14, vừa với người cao từ khoảng 1m75 đến 1m8 và kích thước vai hông dài là 60, 60, 81. Và đây là một chiếc áo đến từ Italia và có tên thương hiệu là Cavalier. Và đây cũng là một chiếc áo như một bức tranh luôn. Phối màu thiết kế nhìn rất là họa tiết và cực kỳ là châu Âu. Chất liệu vải cũng khá là mỏng và mặc rất là mát luôn. Đây em có thể nhìn thấy là chất liệu vải này sờ mới tinh luôn. Tem ở trên cổ áo đây, Italian của men fashion đây. Và có thêm những cái cúc nữa, có túi ở trước ngực đây, có cúc đính. Và đây mình sẽ xem ở phía bên mặt trong của chiếc áo này. Đây ở phía bên dưới này. Và chất liệu vải của chiếc áo này mặc vào mùa hè đảm bảo là siêu mát luôn, bởi vì nó rất là mỏng luôn. Và bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông đây. Và bề mặt bên trong này rất là trơn luôn và kiểu sờ áo cực kỳ giữ form và mặc cực kỳ đẹp. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kênh 15, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75 và kích thước vai hông dài là 45, 58, 71. Đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và phối màu trắng kết hợp với những cái họa tiết hoa lá cành màu xanh ở đây, màu rất đẹp luôn và cực kỳ yêu thiên nhiên. Đây là một chiếc áo mặc đi du lịch biển thì quá là hợp lý. Đây em có thể nhìn thấy những cái họa tiết vẽ ở trên chiếc áo này. Đây là một chiếc áo rất là thân thiện với lại môi trường và có thêm túi ở trước ngực đây, có thêm những chiếc cúc màu nâu đây nữa. Và đây cũng là một chiếc áo còn rất là mới, mặc vào mùa hè đi chơi thì đây là một chiếc áo rất chuẩn bài luôn. Ở bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông đây và cúc này được làm màu rất là giống gỗ luôn. Bề mặt bên trong này là một dạng cốt tông co giãn và mặc vào mùa hè rất mát luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kênh 16, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75 và kích thước vai hông dài là 42, 50, 76. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Lee, một thương hiệu rất là nổi tiếng và những chiếc áo của Lee này cũng rơi vào khoảng 2-3 triệu. Và phối màu này cũng nhìn rất là dân chơi luôn. Có hai túi trước ngực và có trên những chiếc cúc có ngọc như kiểu là bình đá rất là đẹp luôn. Mặt sau cũng là thiết kế đỏ sọc phớt hồng, đây là kiểu hồng nhạt nhạt. Và đây những cái sọc kết hợp rất là đẹp luôn và túi trước ngực phần cúc này nhìn cực kỳ là chất luôn. Và tất cả những cái cúc khác chạy dọc ở trên áo đây cũng là những cái phần kiểu ngọc ngọc như này. Đây hai bên đều có hai túi luôn. Và trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem của Lee ở đây và 100% cốt tông luôn. Đây cũng là một chiếc áo còn rất mới luôn đây, và mặc vận động hay là đi đâu cũng đều hợp lý hết. Và bên hông chúng ta sẽ có một cái bề mặt co giãn và cực kỳ thích hợp mặc vào mùa hè. Và đây phần cúc sẽ là dạng bấm như này, anh em có thể đóng mở và bấm rất là tiện lợi luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kênh 17, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7 và kích thước vai hông dài là 41, 46, 70. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và màu nền trắng kết hợp với lại những cái hình lục giác màu xanh rất là đẹp ở trên chiếc áo này.
rất là nhỏ li ti luôn. Và đây là một chiếc áo mặc đi bất kỳ đâu cũng hợp lý luôn. Và có những thêm những cái logo hình ngọc rất là đẹp luôn, chất liệu vải còn rất mới. Và có thêm túi ở trước ngực đây, và tem Uniqlo ở trên cổ áo. Có thêm những chiếc cúc màu trắng ngà nữa. Vải này mặc vào mùa hè thì đảm bảo luôn là rất mát và giữ form cực kỳ tốt. Và bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uni và cúc để thay. Bề mặt bên trong khá là mỏng và co giãn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kích 18, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Và kích thước vai hông dài là 42, 50, 69. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo và thiết kế khổ tàu, phối màu kiểu kết hợp giữa màu xanh biển và xanh lá cây, pha kiểu nhạt nhạt và mặt sau cũng như vậy, kiểu đơn giản. Và chất liệu vải này rất là co giãn và thấm mồ hôi, mặc cực kỳ mát vào mùa hè luôn. Có tem Uniqlo ở trên cổ áo đây, và cổ tàu, những cái cúc màu trắng ngà và túi ở bên ngực trái đây nữa. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông, cúc để thay. Và bề mặt bên trong này rất là thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71 kích 19, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Và kích thước vai hông dài là 45, 55, 69. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo. Và phối màu này cực kỳ tươi luôn, nền trắng kết hợp với những cái chấm hình, đây là những con cua, tôm. Và mặt trước lẫn mặt sau luôn, nhìn từ xa thì màu rất là tươi luôn. Và nhìn gần hơn chúng ta sẽ thấy những cái họa tiết hải sản ở đây. Và chất liệu vải này cũng rất là mịn, co giãn luôn, mặc rất là thích. Và có túi ở trước ngực đây, có hình cá mập được thêu nổi nữa luôn. Có những cái cúc. Và đây là một bản thiết kế thời trang khác của Uniqlo. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông, chúng ta sẽ có thêm tag của Uniqlo đây, và cúc để thay. Em có thể nhìn thấy, và bề mặt bên trong này là dạng cotton tông co giãn và mặc rất là mát luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-20, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65. Kích thước vai hông dài là 44, 47, 65. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo, và phối màu đen này, và chất liệu cũng là dạng terry. Đây là một cái công nghệ của Uniqlo, sờ rất là mềm luôn và cực kỳ co giãn thấm mồ hôi. Màu đen, đây là một chiếc áo mà mặc vào mùa hè thì chắc chắn là anh em sẽ thích mặc nó hàng ngày. Và chất liệu vải này phải nói là rất là thân thiện với cơ thể, bởi vì nó mềm và nó cực kỳ mát luôn. Tem ở trên cổ áo của Uniqlo đây, và cúc cũng là màu đen luôn. Đây là một chiếc áo mà anh em mặc đi đâu cũng được, rất là hợp lý. Và đây ở bên hông chúng ta sẽ có thêm một cái tag và cúc để thay. Bề mặt bên trong anh em có thể nhìn thấy là siêu co giãn và rất là thân thiện với cơ thể, trơn và thấm mồ hôi, cực kỳ mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-21, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước vai hông dài là 43, 51, 72. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu H&M, H&M. Và phối màu này rất là tươi luôn, nhìn cực kỳ chất chơi, cả ô mặt trước lẫn mặt sau. Và chất liệu vải cực kỳ thân thiện với cơ thể và mặc rất là mát vào mùa hè luôn. Ở trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem của H&M đây. Và đây là một chiếc áo được sản xuất tại Bangladesh luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy trên cái tem Bangladesh ở trên cổ áo đây. Và có thêm những cái cúc màu trắng ngà đây nữa, trắng ngà ánh bạc. Và mình sẽ xem ở phía bên hông, chúng ta sẽ có thêm những cái tag ở bên hông, và có cúc để thay nữa luôn. Và bề mặt bên trong này vải khá mỏng nhưng mà rất là co giãn và chắc chắn và thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-22, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước vai hông dài là 41, 49, 73. Và đây là một chiếc áo đến từ đảo Hawaii và đến từ thương hiệu là Olani Hawaiian. Và phối màu này cũng là một phối màu rất là thiên nhiên luôn, màu xanh là cây đậm và có thêm rất là nhiều họa tiết hoa, lá ở mặt trước lẫn mặt sau luôn. Và chất liệu vải này đúng là áo để mặc đi du lịch, rất là mát và co giãn, anh em vận động cực kỳ thoải mái. Và tem của hãng Hawaiian Olani đây, trên cổ áo đây. Và có thêm những cái cúc màu đen chạy dọc từ trên xuống dưới. Và có túi ở bên ngực trái đi nữa, để anh em đựng một số món đồ nhỏ nhỏ. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông, chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo đây. Đây là sự kết hợp giữa hãng Hawaii và Uniqlo. Có thêm cúc để thay nữa. Bề mặt bên trong rất là co giãn và thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71-23, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Và kích thước vai hông dài là 45, 45, 73. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo. Và phối màu
đỏ nhạt, ánh phớt hồng. Đây, mặt trước là mặt sau luôn. Đây là một chiếc áo rất là tươi luôn và còn rất mới, chất liệu vải cũng cực kỳ là mát mẻ luôn. Màu nóng nhưng mà không hề nóng luôn và wow, rất là có giãn luôn. Và đây là chất liệu dry của Uniqlo, cái công nghệ vải. Và có thêm cúc to cúc nhỏ đính ở trên cổ áo đây nữa. Có thêm túi trước ngực. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông chéo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo ở bên hông đây. Và cúc để thay. Bề mặt bên trong này khá là mỏng và co giãn. Tiếp theo, chéo có mã là T71-24, vừa với người cao từ khoảng 1m65-1m7. Và kích thước vai hông dài là 43-46-71. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo, phối màu xanh kết hợp với lại sọc ô màu trắng, rất là đẹp luôn và cực kỳ lịch sự. Đây cũng là một chiếc áo rất là mát, màu xanh cực kỳ mát luôn. Vải cũng rất là có giãn, bền bỉ và còn siêu mới luôn. Tem Uniqlo ở trên cổ áo đây và có thêm những cái cúc nhỏ giữ form. Túi ở bên trái đây, đựng đồ. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông của chéo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag của Uniqlo, cúc để thay và bề mặt bên trong thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chéo có mã là T71-25, vừa với người cao từ khoảng 1m7-1m75. Và kích thước vai hông dài là 62-64-69. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu US Polo Art. Và phối màu này cũng là một phối màu rất đẹp luôn, màu trắng ngà. Và chất liệu vải này cũng rất là mát, giữ form mà mặc vào mùa hè rất là thích hợp luôn. Tem của US Polo Art từ 1980, rất là lâu đời luôn. Và logo người chơi mã cầu được thêu nổi ở trên ngực đây. Và có cái túi, có thêm những cái cúc màu trắng luôn, cũng là màu trắng trong suốt. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông chéo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag còn rất mới là cúc để thay. Và bề mặt bên trong này tương đối mỏng, trơn và co giãn nhẹ. Tiếp theo, chéo có mã là T71-26, vừa với người cao từ khoảng 1m6-1m65. Và kích thước vai hông dài là 50-50-67. Và đây là một chiếc áo đến từ Pháp và đến từ một thương hiệu có tên là Avor Maria. Tên rất là Pháp luôn. Và cũng có logo của chú gà trống ở trên ngực đây luôn. Và phối màu này là phối màu trắng kết hợp với lại sọc màu xanh, các loại sọc mặt trước lẫn mặt sau luôn. Rất là mát và chất liệu vải này cũng tương đối mỏng, nhưng mà sờ một phát là biết vải xịn. Và đây, ở trên quả chúng ta sẽ có tem của tên thương hiệu là Friend, em có thể nhìn thấy. Và những cái cúc có thêm logo kiểu cái móc của tàu thuyền. Và đây logo chú gà được thêu nổi ở trên ngực. Vải này rất là co giãn luôn, mặc cực kỳ mát. Và đây mình sẽ xem ở phía bên hông, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ bên hông còn rất mới luôn. Và bề mặt bên trong này cực kỳ co giãn và thấm mồ hôi luôn. Tiếp theo, chéo có mã là T71-27, vừa với người cao từ khoảng 1m75-1m78. Và kích thước vai hông dài là 51-62-74. Và đây cũng là một chiếc áo đến từ đảo Hawaii. Và anh em nhìn thấy luôn, đây là một chiếc áo rất là biển khơi và màu xanh biển. Chất liệu vải cũng rất là thích hợp để đi du lịch. Đây, vải co giãn và hình rất là thổ dân luôn. Có túi ở trước ngực đây, đựng đồ tiện lợi. Và tem, anh em có thể nhìn thấy tem Hawaiian. Đây là một chiếc áo đến từ đảo Hawaii. Và đây, mình sẽ xem ở phía bên mặt trong. À, đây, những cái cúc này cũng rất là giống kiểu những cái miếng gỗ luôn. Rất là hay. Và bề mặt bên trong này cũng là một cái dạng vải trơn, co giãn và rất là thoáng mát. Tiếp theo, chéo có mã là T71-28, vừa với người cao từ khoảng 1m6-1m65. Và kích thước vai hông dài là 43-48-67. Đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Lee. Và phối màu này rất là đẹp luôn, nhìn nó như kiểu jean ấy. Và mặt sau cũng là kiểu trơn luôn. Và những chiếc áo của Lee được bán tương đối cao, khoảng 2-3 triệu. Và đây, anh em có thể nhìn thấy chất lượng vải của một thương hiệu đến từ Mỹ, nó rất là xịn luôn và cực kỳ đẹp. Tem Lee ở trên cổ áo đây, có thêm những chiếc cúc màu đen và túi có đóng cúc và một cái tag nhỏ nhỏ của Lee ở trên ngực đây. Hai bên đều có túi hết luôn. Đấy, rất là nhiều túi luôn. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, thì chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông đây. Và bề mặt bên trong này cũng rất là thân thiện với cơ thể, co giãn và có cúc để thay nữa. Tiếp theo, chéo có mã là T71-29, và vừa với người cao từ khoảng 1m75-1m78. Và kích thước vai hông dài là 55-71-80. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Converse.
và phối màu cũng rất đẹp luôn. Anh em nào mà cao lớn một chút mặc treo này hết sảy luôn. Có hai túi trước ngực và màu rất đẹp luôn. Thiết kế đơn giản, mặt trước mặt sau và màu sáng tươi, độ mới cao. Vải mặc rất thích luôn, bền bỉ, thấm mồ hôi, co giãn. Túi ở trên ngực đây, hai bên đều có túi hết luôn. Và đây, ở trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem của Converse và những cái cúc. Wow, cúc rất là chắc chắn và xịn xò luôn. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một cái bề mặt mà nó khá là trơn, co giãn và khá là chắc chắn và cực kỳ thông thoáng. Tiếp theo, chiếc áo có mã là T71x30, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7 và kích thước vai hông dài là 45, 55, 67. Và đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo. Phối màu rất là đẹp luôn, và đặc biệt hơn là thiết kế kiểu nửa sơ mi, nửa áo phông cổ bẻ. Đấy, và kiểu bên trên này anh em thì nhìn thấy rất là giống sơ mi, nhưng mà cúc chỉ chạy đến ngang hông này thôi. Và mặt sau cũng là những cái đường sọc như vậy. Đây là một phối màu khá là mát mẻ và hơi trầm một chút. Mặc rất là đứng đắn luôn, vải co giãn thấm mồ hôi, rất là mát mẻ luôn. Và đây anh em có thể nhìn thấy những cái cúc ở trên cổ áo, cúc to cúc nhỏ giữ form. Và có thêm tem của Uniqlo ở trên cổ áo đây nữa. Và đây anh em có thể nhìn thấy là cúc nó sẽ được chạy đến phần ngang ngực chỗ này. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở bên hông, cúc để thay của Uniqlo. Và bề mặt bên trong này rất là mỏng luôn và co giãn, thoáng mát. Và cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, để mình có thêm thật là nhiều động lực to lớn để có thể kiếm thêm nhiều siêu phẩm về cho anh em nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những series săn đồ si sau. Bye bye. We'll be right back.